Hôm quên mất từ quên mất từ hôm nên nên cô Tô chưa thử cái wifi gọi là ngập đảo. Wifi thấy bảo là đây là phủ sóng toàn đảo luôn. Hôm trước đi say mẹ gì nhỉ? Say tàu. Say tàu gỗ. Cho các ông đi lung tung để xem khung cảnh của bãi tắm nha. Mà đánh cái cờ tướng gì, đi du lịch thì đi đánh cờ tướng. Đi du lịch như này là cho con cái nó đi này, còn đi đánh cờ tướng thì tôi ở nhà còn hơn. Bảo bọn trẻ con là lúc nào cần ngủ thì ngủ, chứ bây giờ đi du lịch này đi ngủ thế này thì trải nghiệm ngủ à? Thì ở nhà ngủ cho xong. Hôm qua mẹ lôn cả mật xanh mật vàng, sợ thật. Sợ rồi, chắc lúc về đi tàu cao tốc rồi. Ra gửi xe để cái tàu gỗ nó chở xe về. Xong phải đi tàu cao tốc rồi, hôm qua sợ rồi, hôm qua sợ lắm rồi. Mẹ nó phê. Bao nhiêu năm mình chưa say. Không uống nhất gì, không dùng chất gọi là chất gây ảo giác ấy. Hôm qua bị một đợt nó say. Còn bãi tắm này là bãi tắm mà. Bãi tắm vàng chảy. Biển này là biển Cô Tô, đảo Cô Tô. Vậy là đây là gọi là bãi tắm vàng chảy. Đây các ông đi các loại biển kia nó đông. Mẹ toàn thấy người. Đây thì các ông thấy là khám không? Chả thấy người ngợm gì. Mẹ vào đây này chỉ ngắm gái thì tôi cũng thích đấy. Cái bao nhiêu năm phủ nhận là không thích ngắm gái, nhưng mà nói thế thì nó lại như kiểu là ấy. Không phải hôm qua là mình ấy quá, thằng cu con nó ban đầu mình không say, thằng cu con nó lôn lên thế là mẹ, thế là cứ ấy ấy, thế là say. Đây các ông thấy nó có ấy không, tắm vắng như thế này, biển đẹp như thế này. Tại sao lại tôi lại đi dép nhỉ? Mẹ bao nhiêu năm này đi trên đất, bây giờ thì ra bãi biển này đi dép. nó lại bảo là chả cái gì. Từ từ đã nhá, các ông cho các ông đi ngắm gái ngắm gú đây. Phải cất dép ở đây đã. Tên lửa các thể loại đây. Mẹ hôm qua đi nhớ đời. Bao nhiêu năm mình không say chiếc gì ấy. Đây khung cảnh đây. Cô Tô hôm qua say quá, thế là tối hôm qua cũng đi bộ, nhưng mà ở đây nó ồn ào lắm. Nó giống như kiểu các bạn xem TikTok mà cái phố đi bộ mấy cái gì ấy. Toàn bọn nhạc trẻ mấy cả nhảy nhót xong chơi trò chơi, váng đầu lắm. Tôi thì hôm qua đã say rồi, chỉ thích cái khu nào yên tĩnh, nhưng đi quanh đấy. Cảm nhận sau một ngày đi Cô Tô, đồ ăn thì nói chung là rất là rẻ. Tại vì là phải mang đồ ăn từ ngoài đất liền vào trong này ấy, thì so ra thì nó rất là rẻ. Trung bình các loại bún biếc các thứ thì 40.000 một bát. Đấy. Nhưng có một cái điểm là nhà nghỉ, nơi ở, nhà nghỉ thì đắt gấp đôi so với ở bên Vân Đồn. Đồ ăn ở đây thì so với Vân Đồn thì có lẽ cũng chỉ ngang thôi. Con cái Thủy bảo thậm chí còn rẻ hơn. Nước mía, nước sấu rồi các thể loại đều có hết. Nhưng mà phòng nhà nghỉ ở đây thì nó đắt gấp đôi so với Vân Đồn. Đang ở là ở một cái phòng gọi là phòng một giường, gọi là phòng đơn 700.000, phòng đôi 800.000. Và luôn luôn trong tình trạng hết phòng. Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ mấy các thứ là hết phòng. Sợ thật. Hôm qua cũng phải kiểu say ấy, thế để cho con cái Thủy nó đi tìm phòng ấy. Người ta toàn bảo là thế không đặt trước thì làm gì có phòng. Hết phòng. Xong rồi hôm qua may mà có cái thằng nào nó chỉ, nó bảo là cái khách sạn bên kia là vừa có người giả phòng 700.000 một phòng một giường. Sợ không. Đây là đang ở Cô Tô. Mẹ lại còn cái thằng Hoàng Long 199X kia nó lại còn bảo em dai anh đang ở đâu thế này, cái đi anh dai anh đang ở đâu thế. Đây sóng đánh tụt quần. Đi tìm mỹ nhân nha, cho các ông đi xem mỹ nhân thế nào. Nhiều người béo mới bụng trưởng quá.
nói chung là đi tìm mỹ nhân cho ông khỏa sức. Đây, các thể loại biển đây, đây, đây. Đấy, thấy chưa? Ở trên này thì nghe thông tin là wifi phủ sóng toàn đảo ấy. Nhưng mà tôi chưa thử, tôi vẫn đang phát bằng cái 4G của tôi. Sóng thì khá tốt. Đấy, sóng khá tốt. Đây các ông đang ở đất liền nhưng mà vẫn xem 4 vạch của Viettel đây này, 5 vạch của Viettel đây này. Đấy, thấy chưa? Sang Vân Đồn hôm qua vừa, Vân Đồn rồi. Chắc là phải đi một vòng. Một vòng quanh quanh Cô Tô xong rồi mới về. Về thì chắc là đi tàu ấy rồi, đi tàu cao tốc rồi, không dám đi tàu gỗ nữa rồi. Mẹ say quá. Hôm qua làm cho mình là từ lúc say đến cái lúc đến hôm nay bắt đầu mới hồi phục. Ăn được bát cháo. Đồ ăn ở đây thì rất là rẻ, nói chung là rẻ so với cái việc là bà con là mang đồ ăn với thức uống từ ngoài đất liền ra ngoài này ấy. Là tức là người ta sang bên này người ta du lịch chứ người ta ăn ít. Cho nên là bà con làm đồ ăn thức uống là phải cạnh tranh. Nhà nghỉ thì luôn luôn trong tình trạng là hết phòng và giá rất là cao. Giá ở đây so với cái bên Vân Đồn bên kia thì giá phòng ở đây tôi nghĩ là phải đắt gấp đôi. Và luôn luôn trong tình trạng hết phòng nhá. Nếu các bạn ra Vân Đồn đi vào nhà nghỉ mà hỏi người ta thì người ta vẫn có phòng. Nhưng mà các bạn mà đi Cô Tô này vào như con cái thủy hôm qua là phải gọi điện này, vào tận nếu mà tính ra như thế là nó vào tầm hơn 10 cái nhà nghỉ mới hotel. Nhưng người ta bảo là hết phòng. Lớn ngớ thế nào mà có người ta vừa mới trả phòng thế là thuê được một cái phòng. Phòng có một giường 7 lít. Bà chủ còn bảo là cho em ở cái phòng ấy là chị không có phòng. Phòng ấy là để chị nghỉ. Xong rồi bà bảo là thế ở đến bao giờ? Thế con cái thủy bảo là em cũng chưa biết. Thế là bà mới cho thuê đấy. Chứ còn như bình thường, người bình thường bảo là em chỉ ở một ngày ấy. Bà bảo thôi, để đấy để chị nghỉ. Người ta có thể người ta dự định là mình ở 10 ngày hay 20 ngày hay bao nhiêu ngày ấy. Ngoài giá phòng ở đây thì là cái hình như chắc là ban đầu cái thủy nó hỏi cái phòng hai giường ấy 8 lít thì nó bảo ở đây đắt lắm. Mẹ mình thì đã say rồi, nó thổ đi khắp nơi. Đấy, cho các ông đi một vòng đã. Cho các ông đi một vòng ra kia thì mới kể, xong rồi đọc bình luận các ông được. Cũng khá ồn ào đấy. Nhưng mà thấy nó vắng không? So với các bãi biển mà ở trên mạng mà các bạn xem cái toàn người ấy. Vắng như thế này, đẹp như thế này, biển như thế này, sóng nước như thế này, cát trắng như thế này. Đấy. Đây thì mọi người cứ điều kiểu đi đâu nhỉ? Hình như là Sầm Sơn hay gì ấy nhỉ? Nhưng ở đây hôm nay là nhiều người mang bầu quá. Sơ qua từ lúc nãy tôi đã bắt gặp cái chục người mang bầu rồi. Đây. Cũng có tuổi nhưng mà chơi nghịch cát. Đấy. Đến kia các bạn toàn chen rồi. Đến những cái bãi biển đông quá thì một là dân móc túi tụ tập nhiều. Đấy. Ở đây nhá. Như này nhiều bà bầu đi này. Cái thứ hai là toàn thanh niên đi ra nghịch cát thôi không ạ. Đấy. Toàn thanh niên ra nghịch cát. Ở đây tôi vừa bắt gặp một cái là nhiều bà bầu này. Bãi biển là đi biển này là toàn nhiều bà bầu. Cái thứ hai là rất nhiều thanh niên đứng tuổi 30-40 ra nghịch cát. Đây. Bên này là cũng ấy đấy này. À hôm qua là cái thủy nó vào nhà nghỉ này. Nó hỏi thế là 8 lít thì nó bảo đắt. Đắt quá. Ôi biết mẹ đâu được. Này còn hỏi đánh con nào. Các ông đang ở đâu làm sao tôi biết được. Tôi ngày xưa tôi chỉ đánh gọi là sổ số miền Bắc thôi. XSTD gọi là sổ số thủ đô. Soạn tin XSTD. XSTD đúng không? Sổ số. Đấy. Cho các bạn đi toàn cảnh đã xong rồi tí nó mới có những cái nó chủ đạo. Da hơi đen nhỉ, hơi ngăm. Chê người ta tí người ta đập cho thì đời. Ra ngày này tôi thấy là hợp lý đấy. Tôi thích những cái chỗ như này. Là chỗ mà ít người. Xong rồi nó gần gũi với thiên nhiên. Xong rồi gặp những ông nọ mọ ra đây để lướt TikTok.
Thế là ra đây là chỉ có là gọi là ngồi không, xong lướt TikTok hết ngày thì đi về. Ra biển nhưng không thèm tắm biển, ra lướt TikTok. Đấy, đây này. Con này là con ấy đúng không? Con đéo gì nhỉ? Hàu mía hiếc đây này, nó làm tổ ở các cái ấy đá. Ra đây là anh em không thích đi tắm, không thích hưởng thụ cuộc sống luôn. Ra đây lướt TikTok rồi hết ngày rồi đi về. Đây, check in đây, sang chảnh đây. Ô, hình như là bọn ở trên báo là nó hay chụp ảnh ở cái khu này này. Con hà. Tưởng là con hàu, hóa ra là con hà. Có kiểu lói xong mà mình không chuyên môn thì mình quên ấy. Đấy, đứng trên này nhìn xuống cho các bạn xem. Được cái là ở đây là sóng là khá là khỏe. Nếu tôi nhớ không nhầm là chị em phụ nữ là ra đây chụp ảnh. Ảnh là gọi là đăng phây đăng phiếc là toàn ở chỗ này hay sao này này. Đấy. Tôi sẽ cố gắng cho các ông ra ngoài kia xong rồi nhìn trên xuống. Xong rồi vòng ra bãi biển ngắm hot girl hot phiếc một tí. Đây. Đàn ông mà không về với biển lỗi biển ấy. Nhưng mỗi tội là say tàu. Về với biển nhưng mà đây. Ngồi phục vụ bà con là chính chứ còn thiết tha gì đâu. Có thiết tha tắm thiết gì đâu. Ngồi cho hết ngày thì đi về. Đây là đang ngồi trên cái này, chắc là ngày xưa người ta cắm cờ hay cái gì đấy. Nói chung là vắng. Các bạn về đây thì mát này. Sóng khỏe, sóng mạnh. Sóng biển và sóng điện thoại ấy. Tha hồ các ông đăng ảnh Facebook mới cả lướt Facebook mới TikTok. Xong rồi phát livestream. Sóng cả sóng biển cả sóng mạng nhá. Tôi đi xuống rồi, xong rồi cho các ông ra ngoài kia một tí xong rồi ra bãi biển. Ngắm chị em phụ nữ. Cát cũng khá là mịn. Ở ngoài kia thì hay có cái kiểu con xác cái con động vật này này. Xác các con hàu với con hà này này. Thế là đi là các bạn là đi không an toàn ấy. Ở đây bãi biển như này nó khá là sạch. Đi như này nó không bằng phẳng cho nên phải chú ý đây nè. Bà con chả có ý thức gì. Nhưng mà phải để cao lên như này là để người ta nhìn thấy, người ta không dẫm vào. Hôm qua là mấy anh thanh niên là uống bia uống rượu xong thế nào. Ông mang mẹ chai bia ra bãi cát ông đập. Thế là thằng con thằng Nguyên nó thương người ta, thế là con thằng Nguyên nấp. Tôi bảo là những cái mảnh sành mảnh sứ này này phải để lộ thiên, người ta nhìn thấy là người ta lé. Không thì con phải nhặt cho người ta. Mẹ ngày xưa là đi du lịch biển ấy. Mình toàn nhặt những cái này xong rồi mình cho vào cái túi. Mình xách về. Nó phải chục cân. Đi biển ấy, từ đợt tôi có bảo với các bạn là đi cùng mấy cả bệnh viện huyện nơi bà già tôi công tác ấy. Ai cả ổ cắm điện này. Không biết là có gọi là có bùa ngải gì ở đây không này. Mang ổ cắm điện, mang mảnh bát, mang cả cái. Chắc là chấn điểm đấy. Một đôi nào đấy nó hẹn hò yêu thương nhau cả đời, thế là nó đặt một cái ý. Chắc là đi vòng ra kia thôi chứ. Đây đi vòng này. Cho các ông nhìn toàn cảnh cho nó. Ôi. Lại đổi thông hai mộ à. Đéo có chỗ xuống. Mộ đấy. Đây. Thôi lại đi đường này vậy. Chắc là các bạn nữ là hay chụp ảnh ở đây này. Ra đây để chụp ảnh, nó đăng phây ở đây này. Trên báo cũng có những cái cảnh như này này. Ở đây này. Đây này. Đấy. Đúng không? Xuống đây ghê chân phết nhỉ. Đi định đi xuống kia nhưng mà nhìn nó gặp gành quá. Ui ôi. Chào con này là con gì? Cua hay là con gì ấy nhỉ? Cái à? Đó biết xuống kiểu gì? Bình thường không cầm điện thoại thì mình nhảy được. Nhưng mà cầm điện thoại sợ là nó hỏng điện thoại ấy. Đây. Bình thường hình như là chị em chúng nó đang chụp ảnh, đang phây là những cái này đúng không? Hay đứng trên các cái đá này. Con cái thủy nó bảo là đi sang cả đảo Cô Tô Quan. Nhưng mà hình như Cô Tô Quan không có cái vẹo gì. Tức là chưa có một cái điểm nhấn gì ở trên bản đồ ấy. Đây. Đấy. Sang bên kia tiếp nha, xong nhìn ra ngoài thông kia xem có cái vẹo gì không nha.
mẹ cầm điện thoại. Ra đây yên tĩnh thì có thể là đọc bình luận không trả lời cho các bạn được. Ơ con mẹ cái thằng Kiên Nguyễn kia, 15, 16 tuổi này cứ nhon. Mày ra mày hỏi cho con thằng Tiến Bịp ra nào. Mẹ, thôi chặn nó một thời gian nhá. Các ông thấy là bọn này là bọn mười mấy tuổi nhưng mà nó cứ nhoi. Ta đây chặn này rồi. Mày thấy là bố mày có đả động, à bố mày có ấy mấy chúng mày đâu. Tao có tiếp bọn nhoi đâu, thật. Mà thằng ấy tôi vừa kích vào thấy nó là sinh năm 87 hay sao không? Nhoi. Đấy. Nó lại cứ nhoi ấy. Ra đây nghịch bọn này cũng ấy. Nó đôi khi là vào trong một cái phòng mà nó bọn nhoi mệt lắm. Đuổi bọn nó suốt ngày ấy chứ. Nhưng mà không hiểu bọn nó kiếm ăn gì ở cái TikTok tôi hoặc là nơi tôi đang quay cho các bạn. Tôi cứ nghĩ bọn nó là phải nhận tiền của một thế lực nào đấy. Còn bọn thằng Tiến thì nó bảo là tao trả tiền cho bọn ý để bọn nó tồn tại đây. Chúng mày đừng chặn. Antifan là bọn thằng Tiến nó nuôi. Mình có thiết tha gì cái bọn dở hơi ấy đâu. Đây, từ từ ra đây rồi tôi đọc bình luận. Những cái bình luận khiếm nhã mới gây thù hận mới cả gây các thứ nào ấy. Đây là nó hoang sơ cho nên là cua mấy cả các cái loại cái kia các thứ nó chạy như kiểu thả rông này này. Đây. Tí ơi đây. Ồ con này vừa đè vào nó rồi đây này. Ồ thôi. Xin lỗi mày. Không cố ý đâu. Đây là các chị em là ra đây chụp ảnh mấy các thể loại này. Vắng không? Các ông thấy cá cái bãi biển này. À có một đôi gọi là ô ở đây như là nó ít sóng thế này. Đôi này ô đôi ối xì nà mà đang chui rúc vào đây này. Đôi này là đôi không dám nói như cái phim tàu ngày xưa. Nhưng mà hình như là có người. Nhưng mà khá vắng. Nhưng mà sóng như thế này là ấy ấy. Sóng như này là nó ra ngoài này là bắt đầu kém rồi này. Cho các ông xem như này thôi chứ còn ra kia tôi thấy cái bóng trắng như kia là có lẽ là một đôi gọi là gian phu dâm phụ. Học tiếng tàu ngày xưa ấy, học các phim ngày xưa ấy. Nhưng mà chắc cũng chả phải đâu, chắc là hòn đá hay cái đéo gì. Đây này. Đấy cái bóng lưng trắng này này. Mà thôi, tại vì ra ngoài ý nó cũng mất sóng. Ở đây là nó đã sóng nó kém rồi. Thi thoảng gây cười vậy thôi, còn nếu mà ông nào mà ấy thì là đi với người tình mấy cả con giáp thứ 13 mấy các thứ gì thì cũng bỏ qua nhá. Các ông thích làm gì thì làm. Tôi chỉ cảnh báo như thế thôi, nhưng rừng nó vẫn cháy. Tức là vẫn có cảnh báo cháy rừng. Nhưng mà rừng nó vẫn cháy thì không phải lỗi của tôi. Lại mạng nó lại có vấn đề rồi này. Kém nhỉ, này vừa mới nói phép là ở đây mạng miếc khỏe lắm. Mạng nó lại biểu tình rồi. Anh ơi em có thằng bạn tên Tuấn BH nó nghiện rượu quá, anh cho em lời khuyên ạ. Mẹ nghiện rượu thì biết thế nào được bây giờ. Thứ nhất là do cái người ta nấu rượu. Cái thứ hai là nói chung là tất cả là do cái thằng bạn nó uống rượu. Có lẽ là công ăn việc làm hoặc là nhiều khi trong cuộc sống nó chưa có cái điểm thoát. Chứ còn khi con người ta có đích đến, con người ta có việc để làm thì có lẽ là một cái việc nó lý tưởng cơ. Thì người ta không nghĩ đến rượu nữa. Bây giờ mà bảo làm sao mà nó bỏ rượu thì một là mẹ phải tạo cho nó một cái công ăn việc làm hoặc tạo cho nó một cái việc nó hứng thú. Chứ còn nói thật ra là đôi khi nghiện nó cũng do số hoặc do kiếp trước kiếp sau gì đấy, giải thích thế nào được. Nó mà muốn bỏ rượu phải xuất phát từ bản thân nó. Ôi ôi. Toàn các ông toàn là em có anh bạn cứ nói mẹ ra là các bạn đi hoặc là tôi đang nghiện rượu đi, việc gì phải anh em đéo gì. Nó cũng nghiện bia. Bia rượu phải bây giờ là phải những cái người ấy là phải tạo cho người ta có một cái mục đích cuộc sống. Thì tôi hôm trước là tôi bao nhiêu năm ấy chưa mình có uống bia uống rượu đâu, đéo lên được kiểu gì. Xong rồi hôm qua mới bị say tàu một lần nhớ đời. Bình thường anh em bảo mình bia rượu là mình không ấy, tại vì là hút thuốc thì đầu óc nó vẫn minh mẫn ấy. Mẹ uống rượu uống bia vào mất mẹ một ngày, đầu óc thì nó cứ như hiểu trên mây ấy, không làm gì được.
Cho nên là tôi tuyệt thực mấy cái loại bia rượu, mấy các cái chất gây kiểu gây ảo giác ấy. Mình tỉnh táo còn không ăn nai này, muốn ảo giác, cảm giác phê pha mấy các thứ này, tỉnh táo còn không ra người, thằng người lại muốn tạo ra ảo giác. Nghe nói là ngồi thiền thì nó cũng gây những cái, có những cái mà mấy ấy, cảm giác đắc đạo mấy cả phê pha giống như kiểu bia rượu ấy. Thế là tôi ngồi thiền thôi, nhưng mà bia rượu không biết bao nhiêu năm rồi mình không uống. Đây, ra bãi biển đây, xong rồi ra ngoài kia rồi đọc các cái bình luận của ông. Đây là bên này là Cô Tô, con Hà này sắc đúng không? Đúng rồi, cũng biết mà, tôi cũng biết là đây. Đến cái giai đoạn mà các ông nào muốn ngắm gái thì đến cái trọng tâm rồi đấy. Nhìn gì? nhìn cho người ta nhìn, cho nên là thôi mình cũng không dám bay trực tiếp. Đây cũng live stream, cũng bán hàng online ngay ở biển đây. Đấy. Gặp đồng đạo rồi đấy, đồng gọi là đồng chí rồi đấy. Trong giới gọi là idol đây này. Ra ngoài này phát TikTok xong rồi các thứ ấy. Được cái người ta quay mặt quay thân, mình thì mình không quay. Mình quay những cái mà không phải của riêng mình. Đấy. Còn người ta quay là người ta quay những cái gì thuộc về người ta ấy. Quay thân thể, quay giọng hát, quay các thứ. Đây tôi chỉ quay cái giọng hát của mình hát thôi. Ê, lại còn có một đồng đạo nữa là ra đây ngồi thiền đây này. Đấy. Tôi quay lưng nữa nha. Ở đây hay lắm nhá. Ở đây phụ nữ thì toàn bà bầu. Ra đây thì người lớn thì kiểu 30-40 ấy. Ra đây thì nghịch cát. Thêm cả một đồng đạo nữa là ra ngồi thiền. Đấy. Hay mà. Đây này, những cái hoạt động như này này. Chứ còn ra cái bãi biển Sầm Sơn mà nó đông người như thế mà ra đây ngồi thiền nó bế con mẹ nó đi. Thật. Ra những cái bãi biển mà đông đông ấy thì các ông nào làm sao mà ra búng tay. Ra búng tay. Bây giờ mà hô cướp một phát là không biết là ông ấy có chạy không nhỉ. Bây giờ mà hô hô ở bên tai là cướp. Không biết ông có chạy không hay là cứ thế ngồi. Đấy thì ra đây nó như thế này thì các bạn mới thấy những cái hoạt động tìm về những cái thiên nhiên, tìm về những cái thú tính như thế này. Như đây đây này, bãi biển kia nó chen chúc thì các ông làm sao mà có những hoạt động mới được. Ông anh kia còn ngồi thiền còn chán. Đây còn ông này ông gác chân, ông ấy tận hưởng cuộc sống thế này. Đây. Đây ông này thì cũng ngồi trầm tư làm thơ. Ra đây làm thơ. Đấy như này. Các ông ra ngoài kia chen chúc thì một lúc sau là người ta ngã vào mặt luôn. Cho cái bàn tọa vào mặt luôn. Làm sao mà có cái cảm giác phê pha như này. Đang đi ấy rồi đấy. Tại gia đình nhà kia thuê cái con tàu con thoi phi ra biển rồi đấy. Hình quả chuối ấy. Ra à, hình bút bi hay bút chì hay là quả chuối ấy, tôi chả biết. Đấy, thấy chưa? Biển ở ấy đây. Biển này là biển Cô Tô. Gọi là biển van chảy hay là vàng chảy nhỉ? Tôi ghi ở trên tiêu đề rồi đấy. Thế này. Người ta... Đấy, đây này. Phi quả chuối hay phi cái bút chì phi ra giữa biển rồi này. Sụt mẹ đất này. Sụt cát không à? Đứng một lúc sau sóng nó đấy vào sụt cát. Nói chung là sóng rất là to. Nước trong. Sóng khỏe. Đi ra ngoài kia là mất sóng thôi. Vắng. Cái này đây này lại thêm đồng đạo nữa. À không phải ngồi thiền. Tôi bảo ở ngoài này toàn Phật tử thế này chết thật. Nhìn nơi nhiều Phật tử thì các bạn không sợ nó móc túi ấy. Người ta móc túi các bạn là người ta về người ta tội lỗi lắm. Phật tử mà đi móc túi thì là hơi tội lỗi đấy. Ở đây vắng như thế này thì các bạn ấy được. Đông đúc quá mệt. Đây sóng đây. Bảo là ra đây để quay hot girl nhưng mà mà ít quá nhỉ. Ở đây ít hot girl.
Đấy, nó là khá là toàn cảnh đấy. Có lẽ là hẹn các ông ở một bãi biển sau vậy. Nhưng ở đây bây giờ là đấy, các ông nhìn sơ qua là cũng hết đấy rồi đây nhỉ. Tôi ra tôi vứt cái điện thoại vào cốp xe, xong rồi xuống đây nghịch cát mới nghịch nước một tí. Hôm nay vô tình là có một số đồng chí đồng bào là lên khuôn hình nhá. Đồng chí đồng bào hoặc là người thân mà có phát hiện ra người thân của mình ở trong video thì cho gia đình chúng tôi là vô cùng là cảm ơn và xin lỗi. Còn nói chung là nó cũng chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa thôi. Nó giống ở cái gói mì tôm ấy, luôn luôn có cái dòng chữ chạy ở phía dưới. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, chứ còn không có ý xúc phạm hay lăng mạ hay là cổ suý cho những hình ảnh hay là thế nọ thế kia đâu nhá. Rồi còn tùy tâm, nếu các ông thấy hình ảnh mà ngồi thiền ở bãi biển hay thế nọ thế kia nó đẹp thì các ông thực hiện. Chứ còn tôi cũng không lấy ai ra làm trò cười hay thế nọ thế kia đâu. Chẳng qua là nói chung là đôi khi là mồm mép nó đi hơi nhanh một tí. Đây cua mấy cái này. Tôi bảo tôi cất điện thoại ở cốp xe đã xong rồi. Xuống biển chơi một tí. Cái thỉ nó đưa điện thoại này, bây giờ ra vứt cốp xe xong rồi xuống tắm. Đây, cái cách gửi xe ở đây cũng khá là ấy nha. Các ông chắc là nói chung là cũng ít bãi biển, nhưng thường là tôi đi các bãi biển thì nó như thế này. Còn bình thường là các bạn đi bãi biển mà nó chen chúc nhau ấy thì các bạn sẽ không ấy được. Còn tôi đi thì là đây là chó nó ngồi thiền luôn này, nó nằm thiền luôn này. Hôm qua hướng dẫn cách con tôi nó nằm quen với chó nạ ấy. Đây nhá, đứng từ xa bỏ tay ra, nó mà chạy là con chó nhát. Đấy, bỏ tay ra, cúi thấp xuống, thò tay ra. Đấy, chó bắt là nó con, những con này là con nhát này. Những con khác kể ghê đến mấy, mình ngồi xuống thấp hơn nó, đưa tay ra. Đấy, có những con phần lớn này 50-70% là nó ra nó liếm. Nếu mà nó chưa liếm thì sau khoảng 5 phút nữa nó mới ra liếm. Cái gã ông ngồi đấy hơi nâu một tí, hạ thấp hơn chó, thò tay ra, xong rồi từ ánh mắt cử chỉ nụ cười cố gắng cười ra. Cười lên một tí, nặn ra nụ cười thì là chó nó thấy là không có mối đe dọa thì là nó sẽ thân với các bạn. Hôm qua hướng dẫn với con tôi trong cái quá trình mình bao nhiêu các cái loại chó rồi ấy. Đây, gửi xe đây. Đấy, quả cả những con xe mà gọi là cái loại này ở quê tôi là cấm lưu thông rồi này. Đây này, các cái thể loại này là cấm lưu thông rồi này. Con này như kiểu là ở tôi cũng ít đấy. Đấy, chả còn cái mẹ gì, còn mỗi bộ khung này nhỉ. Thế mà vẫn ấy được. Này, dây điện thì đấu lung tung với nhau. Hay là sắm con này về chạy cho nó oai nhỉ. Nhìn sợ nhỉ. Chả còn cái mẹ. Lại còn chữ tuân của tôi nữa. Xe, con xe không biết mấy tiền. Gửi xe thì 10.000. Đấy, toàn biển 14 mấy cái gì đây. Đấy, gửi xe cũng xích đu ngồi này. Bán xe đéo đâu biết của ai đâu. Bây giờ xuống tắm biển thì cho điện thoại vào cốp, xong rồi xuống nghịch, mới cho các ông nghỉ. Gửi xe 10.000. À, bỏ điện thoại nó móc cốp xe. Thực ra ở đây thì người ta muốn móc cốp xe của mình thì nó cũng vẫn ở trong ấy. Tôi chỉ sợ là các ông đang xem live stream là các ông ra ông móc thôi. Nhưng người ta có biết là điện thoại nào có ấy đâu. Mấy ở đây là móc xong thì nó vẫn bị nhốt trong đảo. Cho nên là cái tình huống mấy các thứ tôi tướng qua là cái xe này nhá. Cái bà chủ bà bảo là cứ để ở ngoài. Đấy là bà chủ bà ấy để cái con xe này ở ngoài qua cả đêm. Không khóa đầu khóa cổ để bà con dắt đi. Thế mà cuối cùng vẫn còn nguyên đây. Hiểu chưa? An ninh ở đây nói chung là kiểu người ta, cái người mà người ta đi trộm cắp ở đây nó cũng khó ấy. Người ta thứ nhất là người ta đi từ ngoài kia vào đây là cũng mất rất nhiều tiền. Từ ngoài đất liền ấy, từ ngoài ngoài Vân Đồn ấy đi vào đây ấy là cái dân tứ xứ, tức là dân đi du lịch nếu mà móc trộm. Còn dân ở đây thì nói chung là tôi thấy là cái thứ nhất là ở đây nó thưa dân ấy, cho nên là dân ở đây thì chắc là nghiện nghiếc là chắc là nó ở đất liền. Ở đây chắc cũng ít nghiện, nói chung là chắc người ta cũng có nghề nghiệp các thứ, người ta cũng có thu nhập. Mấy cái thứ hai là nếu mà lấy trộm xe máy hay lấy một cái gì là vẫn ở trên đảo,
Có lẽ là bên an ninh các thứ là người ta sẽ tìm ra anh nó nhanh ấy. Chứ ở ngoài kia đất liền là lấy trộm một phát là tiếng sau là các bạn sẽ thấy nó chạy vù vù ở đất liền rồi. Ở đảo này thì muốn chạy thì nó phải chờ tàu. Đấy, thế là cũng khó chạy. Còn hôm qua là bảo bà chủ bà bảo là để xe không khóa cổ. Thế là không cho vào trong nhà, bà để ở ngoài đường ấy. Không khóa cổ, khóa kiếc gì nhá. Thế là xe ra sáng ra con Thủy bảo mất xe rồi, thế loại kia tôi biết, tôi ấn cái chìa khóa phát thế là xe ngay đấy. Đấy, đang trong cái giai đoạn mà quay là cách gửi xe thôi. Nhưng mà suy tư đây, các cái xe này nó có khóa cổ, khóa kiếc nào. Tôi bây giờ tôi dắt thì tôi cũng đéo chạy được vào đất liền. Đấy. Hầu như các loại xe này chắc là không đã khóa cổ khóa. Đấy, toàn không khóa cổ hết nè. Thế này mà ở nhà là bà già tôi là nuôi ra đánh rồi. Dựng xe xuống đéo chịu khóa cổ là bà già tôi đánh đấy thật. Xe mà không khóa cổ là bà già tôi đánh đấy. Xe cất trong nhà bà già vẫn phải bắt khóa cổ cơ. Cho nên con cái Thủy mà để xe trong nhà hay là để xe trong sân ấy, không khóa cổ là tôi còn đấm rồi. Đây, tất cả các xe gửi xe ở đây đều không khóa cổ. Đấy. Đấy, cứ xuống là không khóa cổ. Tôi chưa thấy là người ta bỏ quên chìa khóa trên xe thôi chứ còn không thấy khóa cổ. Còn nhà tôi kiểu ở dưới xuôi ấy. Mẹ xe vào trong nhà nhá, khóa cổng, khóa cái gì nhá. Không khóa cổ xe nhá, bà già lôi ra mắng cho một chạp. Đã xe để trong nhà rồi, khóa cổng rồi nhưng không khóa cổ là bà già còn mắng. Các ông phải biết như thế. Nó thôi, cảm ơn các ông các bà nhá.